Alo. Nhi hả? Anh Hai nè. Anh còn sống đó hả? Sao không gọi điện về cho mẹ? Con gì đâu bất hiếu quá à. Anh Hai không xin mẹ tiền á thì mày mừng đi. Cần nhận gì? Cái người gì đâu á. Anh sao rồi? Điểm ép thường xuyên đúng không? Dù sao còn hơn ai kia không chịu học hành. Nhưng mà ít ra em còn phụ được ba. Đàn ông con trai gì á, không có phụ gì được hết á. Về đi. Về mà lo siêu thị của ba kìa. Vậy nha, em cúp máy đó. Ba mẹ. Anh Hai gọi điện cho con hả? Dạ. Chưa chi mà tắt máy rồi. Con trai của bà lúc nào cũng vậy. Tính tình lúc nào cũng nhút nhát như là con gái. Không hề thay đổi. Ông à. Cái gì? Tôi nói vậy không đúng sao? Tưởng là đi du học nước ngoài học cái gì? Đi học ba cái trồng trọt đem về. Thiệt là không có ra làm sao hết. Sao lúc nào ông cũng trách mắng con trai ông hết trơn vậy? Hèn gì, nó không muốn về nhà là phải. Cái gì? Nó không muốn về nhà hả? Nó không về á thì kệ nó. Ba nói vậy thôi. Chứ suốt ngày ba cứ hỏi chừng nào ảnh về. Mẹ hơi đâu để ý. Hai cha con lúc nào nói chuyện với nhau cũng như kẻ thù. Không lúc nào ba con nói chuyện nhỏ nhẹ với anh con. Lúc nào cũng khó khăn, chì chiết anh con hết. Con cũng chỉ nghĩ là ba muốn tốt cho anh Hai mà thôi. Thôi, trễ rồi, con ra siêu thị nha mẹ. Ừ. Thưa mẹ con đi. La 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 la. Em. Ủa? Em chờ anh lâu lắm rồi đó. Em alo là anh qua liền với em đó. Nhưng mà em vẫn thấy lâu. Mà anh đó, tại sao phải chờ em gọi thì anh mới qua chứ? Anh quên mất, hôm nay là sinh nhật em hả? Hôm nay là sinh nhật của em hả? Sorry em, anh quên mất. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Hôm nay không phải là sinh nhật của em. Hôm nay là kỷ niệm 2 năm tụi mình yêu nhau đó. Xin lỗi mà.
ngày hôm nay con đi đâu vậy? Ba kêu con qua để coi siêu thị người ta nhập hàng gì mà không thấy con đâu hết, là sao vậy? Dạ con qua nhà ngoại. Con qua nhà ngoại làm gì? Hái cà chua. Để trễ nó chín hư hết. Hái cà chua. Nè, một cái chuyện hái cà chua nó quan trọng hơn là chuyện mà quản lý cái siêu thị đó. Anh à, lâu lâu phải để cho con nó đi chơi một chút. Còn chuyện kinh doanh á thì để từ từ mình chỉ dạy nó sao. Nó mà cứ cà lơ phất phơ như vậy thì làm sao tôi dám giao cái siêu thị cho nó được. Không học thì lấy cái gì mà biết. Còn coi đó, con Nhi ấy, nó còn chịu khó theo ba nè. Còn con là con trai lớn trong nhà mà không được cái tích sự gì hết trơn. Phải, con bất tài, con không làm được tích sự gì hết trơn á. Nhưng mà đâu còn mỗi lần như vậy á, ba lại so sánh gì với con. Nó là nó, còn con là con. Đã sai mà còn dám cãi hả? Anh Hai à, anh cũng thôi đi. Anh à, hai cha con á, có gì thì nhường nhịn nhau, đâu có cần thiết phải lớn tiếng với nhau như vậy. Con có suy nghĩ của con. Ba đừng có nên bắt con làm theo những điều mà con không thích. Với lại, ba đừng bao giờ so sánh con với người nào khác hết á. Như vậy là xúc phạm con nữa. Nè, anh Hai. Làm gì vậy? Uống rượu giải sầu hả? Uống cho đỡ chán thôi mà. Mày chán cái gì? Chán vô dơ thôi. Uống không? Uống thì uống, tao cũng đang chán đây. Sao vậy? Người ta cô đơn người ta chán, còn mày đi chơi với người đẹp mày chán gì? Giận giận tao rồi. Cái gì? Tại sao? Tao đúng là một thằng không ra gì. Ngay cả ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau của hai đứa tao cũng không nhớ. Mày đúng là cái thằng không ra gì thiệt. Chắc chắn mày là thằng không ra gì. Mày nghĩ coi, 2 năm yêu nhau, 2 năm yêu nhau mà ngày kỷ niệm mày không nhớ là sao? Chắc chắn mày không có yêu Dân rồi đó. Không phải, tao rất yêu Dân, rất yêu Dân, mày biết không? Ê, ngồi xuống. Tao nói vậy thôi làm gì dữ vậy? Chắc là tại tao bị phân tâm quá. Hả? Bộ có ai đẹp hơn Dân nữa hả? Không phải, mày không biết được đâu. Có những lúc tao cũng không biết tại sao tao chán nữa, không biết lý do. Sao vậy? Mày nghĩ tới ba của mày hả? Thật ra tao nghĩ đi du học á là để thoát ly khỏi gia đình, để mình được mạnh mẽ lên, để mình được làm những gì mình thích. Khi quay lại á, mình phải khác đi. Mà tao, giờ tao cũng hiểu tại sao á. Tới bây giờ Tao không đủ tự tin để đối mặt với ba và em gái tao nữa. Hình như là có cái gì đó họ cứ soi thẳng vô tao nè. Cái chuyện tự tin hay không là ở bản thân của mày. Còn mà mày cứ nghĩ mọi người đang soi vào mày thì mày sẽ không bao giờ đứng vững trên mặt đất được đâu.
Thử uống đi. Uống hết đi. Alo, mẹ nghe. Dạ, mẹ đang làm gì đó? Mẹ đang sửa soạn cúng bà. Mẹ tưởng con quên rồi chứ. Có đâu, dỗ của bà làm sao mà con quên được chứ. Con điện thoại về là nhắc mẹ đó. Mà nè, soạn đồ xong hết chưa? Chừng nào về? Dạ, con chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi mẹ. Còn ngày về á, con không nói cho mẹ biết đâu. Con muốn á làm cho mẹ bất ngờ. Thôi mà, nói cho mẹ biết đi. Mẹ muốn đi đón con. Với lại mẹ muốn làm bánh xèo cho con ăn. Khi nào con lấy vé thì báo cho mẹ biết nha. Mà nè, Nam nó có về với con không? Con phải dẫn nó về cho mẹ biết mặt mũi của nó nghe không? Dạ, con biết rồi mà. Mẹ nghỉ sớm đi nha. Chào con. Này khỏe không? Dạo này con sao rồi? Sao ít thấy con đi tới nhà chơi quá vậy? Con khỏe không? Dạ, con khỏe lắm mà mẹ. Con đang đi thực tập trên Đà Lạt á. Khi nào con về, con ghé thăm ba mẹ nha. Ừ, con hứa rồi đó nha. Ba mẹ trông con lắm đó. Con biết rồi mà. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Chúc ba mẹ ngủ ngon. Thôi con cúp máy nha. Được rồi. Gì vậy? Trời ơi, bà làm gì vậy? Đi bà ơi, đi. Tôi cảnh cáo hai người á, đừng có bịa đặt chuyện ma quỷ trong nhà tôi nữa. Tôi mệt lắm rồi. Hai người làm việc ở đây lâu chưa? Tôi hỏi bà đó. Dạ 4 năm rồi ạ. Còn bà? Dạ 6 năm rồi ạ. Làm lâu như vậy á mà không biết tánh tôi hay sao? Còn bà nữa, người ăn cái ở trong nhà, bịa đặt chuyện ma quỷ như vậy mà bà để yên được hả? Nè, tôi cảnh cáo lần cuối, muốn ở yên trong cái nhà này á thì đừng có làm trái ý tôi. Còn nếu không á, cuốn gói đi đi, hiểu chưa? Dạ. Hiểu sao còn đứng đó? Đi làm việc của mình đi. Dạ. Dạ. Nhiều chuyện. Chưa? Anh tỉnh rồi. Hồi tối hôm qua anh về phòng luôn hả? Anh uống mấy ly với thằng Bảo. Em nè. Dạ. Anh xin lỗi em. Anh không muốn nhìn thấy em buồn nữa.
hiểu cho anh nha. Em hiểu mà. Nhưng mà hình như là anh có điều gì đó chưa nói với em đúng không? Anh thôi, anh nói với anh Bảo á, là dậy đi học đi. Hôm khác tụi mình nói chuyện với nhau nha. Ok, bye em. Bye anh. Dậy đi học không mày? Dạ, không còn cách nào nữa sao anh? Mới lần đầu mà sai sót chút xíu, anh nói giúp giùm em chút nha. Dạ, em bàn với ban giám đốc lại, rồi có gì em alo cho anh sau nha. Dạ, dạ, bye anh. Anh Tính. Ừ? Chú tới chưa? Dạ em chưa thấy. Thôi, cô vô làm việc tiếp đi. Dạ. Đất này đẹp, nếu mà mình để không thì uổng lắm chú. Vậy theo cậu á, mình nên làm gì? Theo con bây giờ vậy, du lịch bây giờ đang rất là khó ăn. Hay là mình xây thêm một số villa ở khu vực này, rồi mở một đường tour riêng, chú thấy sao chú? Ừ, được á, nghe cũng có lý á. Nhưng mà mình phải làm sao á, nó khác với người ta thì mới hấp dẫn được khách. Thôi, chuyện này á, lát nữa về bàn thêm đi. Dạ. Nè, mày chạy xuống xe lấy cái súng. Lên đây tao kiếm vài con, chiều về hai thầy trò mình nhậu. Dạ. Ý xe. Cô sao vậy hả? Cô thì cô, cô bị gì vậy hả? Rắn, rắn, rắn cắn hả? Đâu, đâu? Chết cha, làm sao bây giờ? Cô chờ tôi nha. Cái bà này tự dưng kêu vô rừng kiếm nấm dài, mà thằng này làm gì có nấm dài mà kiếm. Kiếm nấm cua về đột xương hơn. Cô bình tĩnh đi, không sao đâu. Tĩnh ơi, Tĩnh ơi, Tĩnh. Cô bình tĩnh đi. Tĩnh ơi, Tĩnh ơi, Tĩnh. Ai kêu giống ông chú mình qua vậy? Tĩnh ơi. Dạ. Cô sao vậy? Cô tĩnh lên đi, bình tĩnh lên đi cô. Tĩnh ơi. Dạ ông chú. Ông chú, ông chú. Cô này bị sao mặt mày tím ngắt vậy? Cô bị rắn cắn. Đây nè,
răng căng. Ừ, bây giờ ông phụ tôi một tay, đưa cô lên xe, tôi đưa đi bệnh viện. Khôi, Khôi đưa bệnh viện. Ở gần đây có ông thầy lang lấy nọc găng dồi lắm, đi theo tôi. Vậy hả? Đi, đưa cô tới đó đi. Sắp tới chưa? Gần đây, gần đây. Khởi đầu tốt lắm. Vở diễn vẫn còn dài. Mày sẽ không thoát khỏi tay tao đâu. Thầy Bảy ơi, con nhà không thầy Bảy, con người bị rắn cắn nè. Thầy Bảy ơi, vô đi. Vô. Sao thầy? Có cứu được không thầy? Ông là người nhà hả? À, không, tôi đi thăm đất, tình cờ thấy cổ bị vậy nên tôi giúp thôi. Đất nào? Có phải khu đất hoang của ông Sâm ở không? À, ý ông là cái vết thương này á là bị rắn hổ mang cắn, nó cực độc. Ở trong khu đất đó có nhiều loài rắn độc lạ lắm. Vậy có cứu được không thầy Bảy? Sao thầy? Tôi sợ sẽ không qua khỏi đâu. Hả? Không còn cách nào cứu được sao thầy? Tôi bỏ tay rồi. Mà tôi đã không chữa được rồi á thì cả cái vùng này sẽ không ai chữa được đâu. Không lẽ ngồi nhìn người ta chết như vậy sao? Tội nghiệp, cô còn trẻ quá thầy. Sao thầy? Có cách nào khác không thầy? Tôi nghĩ ông nên lo hậu sự cho cô ấy đi. Thật ra tôi lu bu lắm, mà cô là người lạ dọc đường, biết đâu mà đưa về. Ông có gì ông lo hậu sự giúp tôi đi. Chuyện này nè, ông cầm tiền này, cứ nghỉ việc lo cho xong. Tôi có việc phải đi. Vậy nha. Dạ, ông chú đi. Chào thầy. Cô chờ tôi nha. Tội nghiệp, con bé dễ thương quá. Thank you.
tụng kinh gõ mõ suốt ngày, nhức cả đầu. Khu đất quan ông Sâm ở có nhiều rắn lạ, là trùng hợp hay là chắc không đâu, ông chết lâu rồi mà. Nhưng tiếng sáo này ở đâu ra? Rắn vô nhà mình ở đâu ra? Gương mặt đó sao thật là tội nghiệp. Phải chi bây giờ có một người bên cạnh mình, một người thôi cũng được. Tiền công của ông đó. Sao à, ông phải lừa ông đó vậy? Tôi nói gì ông ta cũng tin hết á. Thì kiếm ít tiền xài thôi mà, chỉ cần nín thinh đừng nói ai. Lâu lâu tôi mua rượu cho uống. Được, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này cho ông. Được chứ? Chú, tiếp theo mình sẽ làm gì? Tiếp theo hả? Tiếp theo còn hấp dẫn hơn đó. Mày không cho tao vô nhà, tao vẫn có cách vô được nhà mày thôi. Sao vậy ta? Dạ, có cái cô đứng ở ngoài muốn gặp ông chủ à. Lạ hay quen? Dạ lạ, nên chưa cho vô còn đứng ở ngoài á. Cứ mời cô vô đi. Dạ. Dạ thưa ông chủ, cổ đây ạ. Cô đây là... Chú không nhớ cháu sao? Cháu là cái người hôm trước bị rắn cắn được chú cứu á. Chứ không phải cô đã... Dạ cháu không sao hết á. Hôm nay cháu tới đây là để cảm ơn chú. Vậy à, vậy thì may quá rồi. Mời cô vô nhà. Dạ. Cô này là cô bị rắn cắn hôm bữa, sao bữa nay lại đến đây? Cô
Nè ông ba, ông nói thiệt đi, tại sao con nhỏ bị răng căng mà định cho thuốc đúng lúc vậy? Tôi cứ nghi hoài sao trùng hợp vậy, tự nhiên ông kêu tôi vô rừng 2 năm trong đó. Tôi nói đúng không? Đúng, răng tôi nuôi, tôi biểu nó cắn đó. Vậy là cái bụng ông không tốt rồi. Tự nói tự chửi, làm sao tôi biết trước chuyện nó cắn. Ừ, nhưng mà tôi cứ thắc mắc, tại sao ông biết trước hết vậy? Tôi thấy ông có cái gì lạ lạ lắm đó. Có một chuyện tôi biết, con bé đó hôm nay tỉnh lại rồi và đang đi tới cảm ơn chủ Trường Thịnh. Tại sao ông biết? Tự nhiên biết thôi. Dạ, chị đưa tôi chủ. Dạ. Chị lo làm công việc của mình đi. Dạ ông chủ. Cháu uống nước đi. Dạ. Chú cứ nghĩ là ông thầy đã nói là không có thuốc trị chứ. Dạ đúng rồi chú, thầy cũng nói với cháu như vậy đó. Nhưng mà cũng may lắm, vào tối hôm đó có một người đàn ông tới bán cho thầy một liều thuốc, cái gì gọi là giải độc gia truyền gì đó. Nhưng mà thầy không có tiền, cũng nhờ chú hết đó. Chú có để lại một số tiền lo hậu sự cho cháu, nên thầy lấy số tiền đó để mua thuốc. Mà sao người đâu biết có người bị rắn cắn mà đem thuốc tới bán? Dạ cháu cũng không rõ nữa, chỉ biết là người đó bán rồi đi mất tiêu à. Cháu cũng muốn cảm ơn lắm mà không biết làm sao. Lạ thiệt, mà sao cháu lại tới đây? Dạ lúc mà cháu tỉnh dậy, cháu có nghe thầy kể là cũng nhờ chú hết, cũng may là có chú đưa cháu tới kịp thời, nếu không thì cháu nghĩ chắc là cháu chết rồi. Cháu cảm ơn chú vì chú đã cứu mạng cháu. Có gì đâu mà phải cảm ơn, nếu ai gặp trường hợp đó đó cũng sẽ làm như chú thôi. Dạ. Cháu uống nước đi. Xin Đức Phật từ bi giúp cho chồng con giác ngộ, tránh xa diệt ác. Con biết mình mang nghiệp nặng, con xin ngày ngày ăn chay, tụng kinh niệm Phật, mong giảm bớt phần nào tội lỗi của chồng con. Hơn 8 năm rồi, trong lòng con luôn canh cánh, không một phút giây nào được yên. Con trai con sống nơi xứ người, chưa một lần nào quay về nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. À bà chủ, có ai tìm ông chủ á? Tên gì vậy? Lạ lắm, bà vô thử coi làm sao. Thôi vô đi. À, dạ cháu chào cô. Bà đi chùa về đó hả? À cô đây là... À hôm trước tôi đi săn, gặp cô này bị rắn cắn nên tôi đưa đi điều trị. Bây giờ cô tới cảm ơn chứ không có gì đâu. À, à vậy hả, cháu ngồi đi. Dạ. Tính ra vậy cũng may quá ha. Mà cháu là người ở đây hay từ đâu tới, vô khu đất hoang đó làm gì cho bị rắn cắn vậy? Dạ thưa cô, cháu là sinh viên ở Sài Gòn, cháu đang học trường đại học Nông Lâm đó cô. À. Ừ, cháu lên Đà Lạt là để làm bài luận văn tốt nghiệp. À, thì ra là đi thực tế hả? Mà dạ, cháu vô trổng kiếm cái gì trổng? Dạ bữa đó cháu vô khu đất của nhà chú, cháu vô đó để tìm hiểu các loài cây, nhưng cháu không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Vậy bây giờ cháu đã khỏe hẳn chưa? Ừ, dạ cháu cũng bớt rồi cô, nhưng mà tại vì độc rắn độc quá, cháu cũng còn thấy hơi mệt. Thầy dặn cháu là phải uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều, nhưng mà cháu lo quá à. Thời hạn nộp bài của cháu cũng sắp tới rồi. Hiện giờ cháu đang ở đâu vậy?
Dạ thưa cô, cháu ở khách sạn gần đây á. Dạ, chắc là cháu phải về sớm. Còn luận văn tốt nghiệp, chắc phải xin bỏ luôn năm sau á. Ủa, sao phải tới một năm sau lận? Dạ thưa chú, bữa hôm đó cháu làm rơi mất cái bóp. Ở trong đó có tất cả tiền của cháu, với lại luôn cả cái thẻ sinh viên nữa. Còn bữa nay á, cháu tới đây thứ nhất là để cảm ơn chú, với lại cháu cũng muốn xin chú là chú có thể cho cháu vô khu đất đó để kiếm cái bóp không hả chú? Khu đất đó đó ngưng thi công lâu rồi, bây giờ cây cỏ nó rậm rạp lắm, cháu vô đó không khéo rắn nó cắn nữa thì nguy hiểm lắm. Dạ, nhưng mà chú ơi. Thôi được rồi, về tiền bạc á chú sẽ cho mượn để làm cho xong. Còn thẻ sinh viên á, dạ, thì về dưới á, xin cấp lại chứ có gì đâu. Dạ dạ thôi chứ không dám đâu. Ông à, hay là để tiết kiệm tiền á thì cháu cứ dọn về đây ở đi, nhà này còn rất nhiều phòng trống. Dạ thôi, cháu ngại lắm, cháu không dám làm phiền cô chú vậy đâu. Nhà có hai ông bà già hả, mà chú á thì đi làm suốt ngày hả, có cháu ở đây trò chuyện với cô cũng vui. Một thân một mình như vậy lại đau yếu nữa, rồi cơm nước ai lo. Đúng rồi đó, đừng có ngại, cháu cứ dọn đầu tới để ở đi nha. Dạ cháu ngại quá à. Thôi cứ vậy đi, cứ coi như ở nhà vậy. À mà cháu ở khách sạn nào, để lát nữa cô kêu người qua phụ mang đồ về cho cháu. Dạ không cần đâu cô, cháu cũng ở gần đây, với lại lên đây cháu cũng không có đồ đạc gì nhiều hết á, cháu tự đem qua đây được mà. Nếu cháu ngại thì thôi, cứ về thu xếp đồ đạc đi, rồi chiều dọn qua đây luôn nghe. Lát nữa cô kêu người làm dọn phòng cho cháu luôn. Sao mà cô chú tốt với cháu quá à. Cháu không nghĩ là mới gặp nhau đây mà lại tốt như vậy, không biết sao để nói lời cảm ơn nữa. Có gì đâu, chuyện nhỏ mà cháu. Dạ vậy thôi, cháu xin phép cô chú cháu về. Cháu cứ về đi. À mà nè, cháu tên gì vậy? Mai. Dạ, cháu Ngọc Mai. Dạ. Chị Hai à. Dạ. Ra đưa cô Mai về nè. Cháu xin phép cô chú. Cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ cô về. Dạ. Dạ. Thằng Bảo nó đi chơi rồi, chắc là nó về trễ lắm. À, hôm bữa em gọi điện thoại về cho mẹ, mẹ em bệnh, bây giờ khỏe chưa? Mẹ chưa hết bệnh nữa, giờ cũng đâu nói cho em biết đâu. Mẹ sợ em lo lắm. Mẹ anh cũng vậy đó. Anh. Hả? Anh thương mẹ lắm đúng không? Sao em nói như vậy? Thì lúc nào á em cũng thấy anh nhắc tới mẹ. Có khi nào anh nhắc tới ba anh đâu. Bộ không phải như vậy hả? Sao tự nhiên em nhắc tới ba anh? Anh. Anh làm sao vậy? Bộ có chuyện gì hả? Có chuyện gì á thì nói cho em biết đi, đừng có giấu em. Không em, có gì đâu. Em mới là người có chuyện giấu anh, đúng không? Em có chuyện gì giấu anh đâu. Nói thiệt đi, ở Việt Nam em có bộ hay là có chồng gì rồi, đúng không? Tự nhiên anh hỏi vậy là sao? Vậy tại sao mỗi lần anh muốn nói chuyện với mẹ em lại không cho? Thì tại vì em sợ mẹ em nói cho anh biết là em có nơi trốn rồi, đúng không? Vậy mà cũng nói được nữa. Thì tại vì em muốn hai người bất ngờ chứ bộ. Bất ngờ cái gì chứ?
Anh cũng muốn nói chuyện với mẹ em mà. Em biết rồi. Thì mai mốt á, về Việt Nam gặp mẹ em rồi nói chuyện luôn nha. Bên kia sông, một cuộc đời bị đánh cắp bởi nỗi đau xa chồng mất con. Tôi, Triệu Vĩ xin thề, sẽ yêu Mỹ Lan suốt đời suốt kiếp. Em tin anh mà. Tôi muốn sống với cô ấy suốt đời. Cô ấy là vợ của con. Không bao giờ được bước chân vô nhà này. Tao phải ngăn hai đứa bay này. Bên kia sông, số phận kẻ toan tính cướp đoạt hạnh phúc của người khác cũng chìm trong anh nước mắt. Anh mà bỏ đi, tôi chết cho anh coi. Anh hãy để cho em bình yên đến cửa phận. Khoảnh khắc cảm xúc, em dại dột nghe lời người ta, nên bây giờ không còn mặt mũi nào để sống nữa. Phút giây xúc động. Lan ơi, đừng bỏ em à, Lan ơi. Với nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, Lương Thế Thành, Nhật Kim Anh, Hoài Lâm. Đón xem giọt lệ bên sông.